Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký quyết định số 1056 xử phạt vi phạm hành chính 38 triệu đồng đối với cá nhân bà Hoàng Thị Hà ở xã Bình Kiều, huyện Khói Châu về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu vi phạm quy định tại Điều 15 Nghị định số 98 ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ. Hàng hóa vi phạm gồm mỹ phẩm, thực phẩm, quần áo, tổng trị giá trên 70 triệu đồng. Đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa nhập lậu gồm 12 bục hàng theo quy định tại điểm A khoản 4, điều 15, nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ. Được biết trước đó, ngày 9 tháng 4 năm 2021, lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh tiến hành khám, phát hiện trên 4.500 sản phẩm hàng hóa là mỹ phẩm, thực phẩm, quần áo do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu nhập lậu, cất giấu tại kho chứa hàng hóa ở xã Bình Kiều do bà Hoàng Thị Hà quản lý.